Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Nhịp Sống Thường Ngày Official, kênh luôn cập nhật thông tin mới và chính xác nhất. Yên Châu xuất hiện bệnh viêm da nổi cục ở bò. Tối 31 tháng 3, sau khi có kết quả xét nghiệm hai mẫu bệnh phẩm của bò tại bản Nà Và, xã Viêm Lán dương tính với bệnh viêm da nổi cục, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu đã công bố dịch viêm da nổi cục ở bò tại xã Viêm Lán. Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với xã Viêm Lán tiêu hủy hai con bò bị nhiễm viêm da nổi cục với tổng trọng lượng 540 kg, đồng thời cấp phát vôi bột hóa chất để phun tiêu độc khử trùng những khu vực có bò mắc bệnh, cách ly toàn bộ số bò khỏe mạnh ra khỏi vùng dịch, tăng cường theo dõi tình hình dịch bệnh trên các đàn bò trong khu vực, thành lập các chốt kiểm dịch động vật ở các đường nhánh vào bản Nà Và để kiểm soát việc vận chuyển tiêu thụ bò và các sản phẩm của bò mắc bệnh ra khỏi địa bàn, không để dịch bùng phát lây lan ra diện rộng. Trước đó, theo thông tin từ gia đình ông Lữ Văn Sáng, bản Nà Và, xã Viêm Lán, 2 trong 7 con bò của gia đình có biểu hiện bỏ ăn, lừ đừ, sốt, nổi cục khắp cơ thể. Gia đình đã báo với chính quyền địa phương, sau đó được cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm và kết luận mắc bệnh viêm da nổi cục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh. Để đón xem những thông tin mới nhất, xin mời quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những thông tin mới nhất. Xin cảm ơn.